Tưởng chừng Tương Tư Hai là ngựa chiến của Dương Tử nhưng hóa ra bé cái lầm. Vừa lên sóng đã nhận về vô số bài diss. Nữ chính Dương Tử bị chờ ê yêu đương mụ mị, ham muốn làm tảm tiêu. Chuyện yêu đương 3 đến 4 anh vây quanh một cô cũ rích xến rện. Bài đặt đi so với phim của Lưu Diệc Phi liền bị dập cho tơi tả. Mỹ nữ với nhan sắc đệ nhất không thể giữ chân khán giả. Lượng người xem thua cả phim của Đàm Tùng Vận liền chơi trò bơm nước. Sau gần một năm đứt quãng, Trường Tương Tư phần 2 do Dương Tử đóng chính cuối cũng đã lên sóng. Ai cũng nghĩ đây sẽ là ngựa chiến hè này của màn ảnh hoa ngữ, song thực tế đang cho thấy tác phẩm của Dương Tử ngày càng đuối sức. Lên sóng được hơn một tuần, Trường Tương Tư 2 từ bộ phim được khán giả vô cùng trông đợi trở thành tâm điểm chê trách của netizen xứ Trung. Trên Bilibili, những clip diss Trường Tương Tư 2 rất nhiều, thậm chí là thu về lượt xem rất lớn. Sở dĩ phim bị chê trách nhiều như vậy là bởi nội dung ngày càng lệch lạc, nhan sắc của nữ chính không đủ thu hút và hơn cả là dường như Trường Tương Tư 2 đang có một vài hành vi gian dối. Trong những tập phim gần nhất, khán giả xứ Trung đã không thể chịu đựng thêm thiết lập của nữ chính. Dẫu biết nhân vật tiểu yêu của Dương Tử là người nặng lòng trong tình yêu, một lúc dây dưa với 3-4 anh nhưng không nghĩ cô có thể não yêu đương tới như vậy. Cụ thể, tình tiết làm người xem tức giận khi tiểu yêu được chọn giữa hai dòng họ Tây Viêm và Tây Lăng. Cô quyết chọn Tây Lăng không phải vì nhớ mẹ muốn theo họ của đằng mẹ mà vì họ Tây Lăng muốn đăng hộ đối với họ Đồ Sơn của nam chính, còn họ Tây Viêm thì quá cao quý. Đoàn làm phim gọi đây là sự lựa chọn đầy kiên định, lãng mạn chiến thắng tất cả. Song, họ không nghĩ rằng điều này lại đẩy tiểu yêu vào tình thế bị khán giả chờ ê là não yêu đương, trong khi ở nguyên tác chỉ dừng ở việc chọn họ chứ không giải thích gì thêm. Đằng này lại push quá đà nghĩa cử tình yêu của tiểu yêu, khiến nhân vật này không còn phù hợp với suy nghĩ của thời đại, vốn đã rất dị ứng với tình tiết kiều thê, não yêu đương của vài chục năm trước. Trước đó, nhân vật tiểu yêu cũng bị người xem đặt dấu hỏi rất lớn khi tình chàng ý thiếp với Đồ Sơn Cảnh, dù Cảnh vẫn đang có vợ con. Thiết lập nhân vật kiểu này thực sự quá hại Dương Tử, khiến cô nhận về không ít vật liệu xây dựng. Mặt khác, một số bài viết đem tiểu yêu đi so sánh với Hoàng Diệc Mai của Lưu Diệc Phi trong câu chuyện của Hoa Hồng, khiến Dương Tử càng bị cà khịa nhiều hơn. Một là nhân vật của Lưu Diệc Phi yêu nhưng vẫn lo sự nghiệp, hai là kết thúc người này mới tới người kia. Ba là nhan sắc xinh đẹp của Lưu Diệc Phi là hàng thật giá thật. Còn Dương Tử, một đệ nhất mỹ nhân phải chờ có người nói mới biết là mỹ nhân, không hiểu vì sao các anh trong phim lại chạy dài theo sau. Đã thế cô còn dây dưa 3-4 anh liền một lúc, tình cảm mập mờ không rõ ràng khiến người xem phải ác cảm. Nội dung yêu đương xến diện nhàm chán, nữ chính tự xưng mỹ nữ nhưng nhan sắc bất ổn. Trường Tương Tư sau hơn một tuần lên sóng đang dần đuối sức, lượt view ngày càng giảm dù dàn diễn viên nỗ lực đi tuyên truyền. Có lẽ vì tình hình không ổn nên nền tảng phát sóng đã bắt đầu ra tay push lượt xem lẫn nhiệt độ. Nhiều người phát hiện những con số của Trường Tương Tư 2 tăng một cách bất thường, giống hệt như những bộ phim trước của Dương Tử như Thừa Hoan Ký hay Nữ Bác Sĩ Tâm Lý. Dù vậy, phim hiện vẫn đang xếp thứ 3 trong danh sách lượt xem, đứng sau Độ Hoa Niên của Triệu Kim Mạch và Em Đẹp Hơn Ánh Sao của Đàm Tùng Vận.